bất ngờ khi biết người mẫu Ngọc Trinh là người có đạo Công giáo. Thành Long mến chào cộng đoàn, có lẽ niềm tin tôn giáo của các nghệ sĩ, diễn viên luôn được khán giả quan tâm, đặc biệt là những khán giả Công giáo. Mới đây, dựa vào một status trên Instagram, nhiều khán giả mới biết diễn viên, người mẫu nổi tiếng Việt Nam Ngọc Trinh chỉ là người có đạo Công giáo. Và có lẽ trong giới showbiz có rất nhiều ca nghệ sĩ, người nổi tiếng là người Công giáo nhưng chưa tuyên xưng đức tin của mình. Lưu ý, video chỉ tập trung chia sẻ thông tin người mẫu Ngọc Trinh là người Công giáo, không đi sâu vào sự nghiệp. Trước ngày lễ các thánh ngày 30 tháng 10, một đoạn video được cho là trên Instagram. Người mẫu Ngọc Trinh chia sẻ video xem nhanh với dòng chữ: từ đó đến giờ mình không biết đi chơi lễ Halloween là gì. Năm nay miền Tây bùng dịch, mình không được về quê. Ngày lễ các đằng linh hồn mình thấy buồn, lần đầu thấy vắng như vậy. Chị đăng kèm theo một bức hình mộ phần gia tiên nhà chị trong đất thánh một giáo xứ. Như vậy với thông tin trên, có lẽ Thành Long và nhiều khán giả mới biết chị là người Công giáo. Search Wikipedia thì mới biết người mẫu Ngọc Trinh là người đạo dòng, tức gia đình có đạo Công giáo. Chị Trần Thị Ngọc Trinh thường được biết đến với nghệ danh Ngọc Trinh là một người mẫu, diễn viên người Việt Nam. Chị từng đăng quang Hoa hậu Toàn cầu Việt Nam 2011. Ngọc Trinh sinh ngày 27 tháng 9 năm 1989 tại Cầu Quan, thị trấn Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, trong một gia đình nghèo theo đạo Công giáo. Chị là con gái út trong một gia đình có 4 anh chị em. Do mẹ ruột lâm bệnh nặng và qua đời lúc chị vừa tròn 6 tháng tuổi, vì thế Ngọc Trinh đã lớn lên bằng một tay cha ruột nuôi nấng, chăm sóc. Từ nhỏ, chị đã phải đối mặt với cuộc sống khó khăn cùng gia đình và mẹ kế. Ngọc Trinh đã bắt đầu tham gia vào các hoạt động thời trang ở Việt Nam từ năm 16 tuổi. Vào năm 16 tuổi, chị tham gia cuộc thi Hoa hậu trang sức và giành được giải nhì Á hậu 1. Năm 2005, Ngọc Trinh tham dự Siêu mẫu Việt Nam 2005 và đoạt giải Siêu mẫu ăn ảnh. Năm 2007, khi 18 tuổi, chị tham gia cuộc thi Người đẹp thời trang Bình Dương và giành chiến thắng. Năm 2011 cũng là một năm thành công đối với Ngọc Trinh khi chị đoạt giải Hoa hậu trong cuộc thi nhan sắc Hoa hậu Việt Nam quốc tế tổ chức tại Long Beach, California của Mỹ. Chị cao 1m68 và có thân hình thon gọn, khuôn mặt xinh xắn, nổi tiếng với vòng eo chuẩn mẫu. Ngoài làm người mẫu, chị còn tham gia các bộ phim như Vòng eo 56, Phu quý đại náo, Chị mẹ học yêu. Như vậy chúng ta biết thêm người mẫu Ngọc Trinh có đạo Công giáo, một người mẫu thuộc hạng sao nổi tiếng số 1 tại Việt Nam. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các ca nghệ sĩ Công giáo biết tuyên xưng đức tin của mình, sống và làm việc theo lời Chúa mỗi ngày, đặc biệt là trong môi trường showbiz có nhiều cám dỗ, thách thức. Xin Chúa chúc lành tới các ca nghệ sĩ Công giáo. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.